tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào và hoan nghênh quý vị và các bạn đang đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Hoàng Anh xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần lễ kéo dài, ngày lễ lao động nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân và có thật nhiều năng lượng để bước vào một năm học mới. trong bản tin sáng ngày 4 tháng 9 năm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. số trẻ em Canada ngộ độc cần sa do nhầm lẫn đang gia tăng. công đoàn giáo viên tỉnh BC cảnh báo về khả năng thiếu nhân viên trong năm học này. trong chiến dịch bầu cử ở tỉnh Quebec, đảng CAQ hứa hẹn các trung tâm y tế tư nhân ở tỉnh Quebec sẽ giải tỏa tắc nghẽn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân Montreal tôn vinh văn hóa Việt Nam Cuộc săn lùng hàng triệu đồng Tony giả Sự kiện Apple iPhone 14, dòng sản phẩm iPhone 14 sắp ra mắt có thể không mang quá nhiều tính năng mới nhưng giá dự kiến sẽ gia tăng Trên thế giới, hơn 14.000 xe đẩy được thu hồi sau khi báo cáo về việc trẻ bị cắt cục đầu ngón tay Tổng thống Joe Biden đề xuất 11,7 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine và 22,4 tỷ đô la Mỹ cứu trợ cho Covid. Đức đã đạt mục tiêu dự trữ khí đốt cho tháng 10 mặc dù Nord Stream 1 vẫn tiếp tục ngừng hoạt động. Số người chết do lũ lụt ở Pakistan tiếp tục gia tăng, thêm 57 người tử vong, trong đó có 25 trẻ em. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, khi một số tỉnh của Canada chứng kiến các trường hợp tình cờ ngộ độc cần sa ở trẻ em tăng lên, các chuyên gia đang nhấn mạnh sự cần thiết của việc làm cho các sản phẩm bánh kẹo cần sa trông kém hấp dẫn hơn đối với trẻ em. Một nghiên cứu gần đây được tạp chí y học New England công bố vào ngày 25 tháng 8 cho thấy, số ca nhập viện do vô tình ngộ độc cần sa ở nhóm tuổi dưới 10 tuổi ở Canada đã tăng 6,3 lần kể từ khi hợp pháp hóa cần sa giải trí vào tháng 10 năm 2018. Tiến sĩ Daniel Mirren là tác giả chính của nghiên cứu cho biết độ tuổi trung bình bị ngộ độc ở trẻ em là 3 tuổi rưỡi. Ông cho biết bánh kẹo cần sa dưới dạng kẹo dẻo, sô-cô-la hoặc là thậm chí là bánh quy có vẻ rất hấp dẫn đối với trẻ em vì chúng trông giống với đồ ăn vặt và kẹo hàng ngày của chúng. Để giảm thiểu rủi ro, ông Miran cho biết các thị trường có thể thiết kế và định dạng lại các loại đồ ăn cần sa để làm cho chúng ít hấp dẫn hơn đối với trẻ em, trong nỗ lực tránh những tai nạn như vậy. Canada đã có 581 trường hợp nhập viện do ngộ độc cần sa ở trẻ em trong khoảng thời gian 7 năm, điều này cho thấy có nhiều trường hợp ngộ độc ít nghiêm trọng hơn. Học sinh Ontario quay trở lại lớp học vào tuần tới giữa lo ngại rằng COVID-19 một lần nữa có thể làm gián đoạn việc học. Hơn 2 triệu học sinh trường công sẽ trở lại lớp học vào tuần tới để bắt đầu một năm học mới với hy vọng là sẽ bình thường hơn nhiều sau khi các quy định về khẩu trang được dỡ bỏ và các hoạt động ngoại khóa sẽ quay trở lại. Đây là một tin tốt lành sau 2 năm gián đoạn khi các lớp học và trường học thường xuyên phải đóng cửa do dịch Covid-19 bùng phát và thường xuyên phải chuyển sang học trực tuyến trên toàn bộ hội đồng. Nhưng khi học sinh trên toàn đại đô thị Toronto trở lại lớp học vào thứ ba và thứ tư, mức độ hoạt động của virus sẽ cao hơn trong cộng đồng cũng như là tình hình căng thẳng hơn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe so với 2 tháng 9 gần đây. Chính phủ Ontario cũng đã thông báo chấm dứt thời gian cách ly bắt buộc đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, có khả năng mở đường cho một số nhân viên và học sinh không có triệu chứng quay lại trường học trong khi vẫn còn khả năng lây nhiễm. Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng điều đó sẽ dẫn đến sự lây nhiễm lan rộng hơn trong các trường học. Tỉnh Ontario đã dỡ bỏ quy định về khẩu trang đối với hầu hết các cơ sở vào đầu tháng 3 và tỉnh sẽ giữ nguyên chính sách đó vào đầu năm học này. Các trường không còn bắt buộc phải báo cáo công khai thông tin về tỷ lệ học sinh vắng mặt, mặc dù một số hội đồng bao gồm cả hội đồng học khu Toronto sẽ tiếp tục làm như vậy. Hội đồng trường cũng sẽ cung cấp phương pháp học từ xa một lần nữa theo chỉ thị của Bộ Giáo dục nhưng sẽ có ít học sinh đăng ký hơn. Tại Hội đồng học khu Toronto, khoảng 4.800 sinh viên đã chọn học trực tuyến vào mùa thu này so với 25.000 vào tháng 9 năm ngoái. Trong khi đó, công đoàn giáo viên ở tỉnh BC cảnh báo về khả năng thiếu nhân viên trong năm học này. Liên đoàn giáo viên tỉnh BC cho biết họ đã kêu gọi sự chú ý đến thực tế là sẽ thiếu nhân sự trong năm học này. Chủ tịch liên đoàn cho biết lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao đang góp phần gây ra tình trạng thiếu giáo viên ở tỉnh BC. Thỏa thuận thương lượng tập thể gần đây nhất của công đoàn đã hết hạn vào mùa hè này, nhưng công đoàn đang đàm phán với tỉnh và hiện không coi đình công là một lựa chọn. Nhiều nhà giáo dục đã nghỉ hưu hoặc là chuyển đổi nghề nghiệp trong thời kỳ đại dịch, các khu học chánh đang phải đối mặt với các vấn đề giữ chân nhân viên. Ngoài mức lương tốt hơn, Chủ tịch Liên đoàn cho biết Công đoàn cũng đang đấu tranh để các quy mô lớp học nhỏ hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Ông cho biết hiện nay tình trạng thiếu nhân sự rất nghiêm trọng và một khu trong tỉnh đã chọn phương án tìm kiếm giáo viên không có chứng chỉ. Trong chiến dịch bầu cử ở tỉnh Quebec, Đảng CAQ hứa hẹn các trung tâm y tế tư nhân ở tỉnh Quebec để giải tỏa tắc nghẽn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Đảng Liên minh Avenue Quebec CAQ hứa hẹn sẽ xây dựng hai trung tâm y tế tư nhân để cung cấp các dịch vụ miễn phí và được y tế hoàn trả. Lãnh đạo đảng CAQ là Thủ hiến François Legault đã đưa ra thông báo hôm nay ở vùng Angel louis Rio ở phía đông Montreal và cho biết hai phòng khám đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025 tại khu vực phía đông của Montreal và thành phố Quebec. Các trung tâm y tế sẽ bao gồm phòng khám y học gia đình các dịch vụ y tế cơ bản khác và phòng cấp cứu cho các trường hợp ưu tiên thấp hơn và các ca phẫu thuật trong ngày. Thủ hiến Loco mô tả các trung tâm được đề xuất là trung gian giữa phòng khám gia đình và các bệnh viện lớn của tỉnh và sẽ nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng cho mạng lưới y tế. Thủ hiến Loco thừa nhận rằng 20% dịch vụ ở tỉnh vốn đã được cung cấp bởi khu vực tư nhân. Vào ngày thứ bảy của chiến dịch bầu cử tỉnh Quebec đảng Party Quebecois và đảng Quebec Solidaire sẽ đưa ra thông báo về nhà trẻ trong khi đảng Tự do Quebec thì đang thảo luận về cách giải quyết tình trạng thiếu lao động trong tỉnh bằng cách khuyến khích người cao niên ở lại làm việc lâu hơn. Người dân Montreal tôn vinh văn hóa Việt Nam Người dân Montreal đã tràn ra Olympic Park cho sự trở lại của lễ hội The First Fridays. Sự kiện lần này được hợp tác với Festival Việt để trưng bày các món ăn ngon và nhạc sống với hy vọng đại diện cho sự phong phú và đa dạng của văn hóa Việt Nam. Các món đặc sản bao gồm bánh bao, thịt xiên, bánh mì, Putin Việt Nam, cơm chiên và nhiều hơn nữa. Diana Nguyễn còn được biết đến với cái tên là Hungry Diana, sẽ cho người dân Montreal nếm thử món mà cô ấy mô tả là Fluffy Dumplings. Mục tiêu của cô là khiến người dân Montreal cởi mở với văn hóa, trong khi đó, Phong Lê, một trong những người quản lý dự án của lễ hội cho biết, mục tiêu chính của sự hợp tác là thể hiện rằng các cá nhân Việt Nam là một phần tạo nên vùng Montreal và người dân Việt Nam là một phần của sự đa dạng văn hóa. Tại Surrey, tỉnh BC, một nhà làm phim 40 tuổi, Manbir Mani Amar, đã được cảnh sát xác định là nạn nhân của một vụ giết người ở Surrey vào thứ Tư. Đội điều tra án mạng tổng hợp đã được gọi đến sau những gì mà cảnh sát mô tả là sự xung đột giữa hai người hàng xóm ở khu vực Surrey. RCMP đã được gọi đến 61 Avenue gần 141 Street ở South Newton sau những báo cáo về một cuộc đánh lộn giữa hai người đàn ông. Trong một thông cáo hôm thứ Năm, cảnh sát cho biết đã tìm thấy một người đàn ông đang gặp nạn về y tế và mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của nạn nhân đã xấu đi nhanh chóng và anh ta đã không thể vượt qua những vết thương của mình tại hiện trường. Nghi phạm được phát hiện tại hiện trường và đã bị bắt vì tội giết người. Anh Ama đã từng sản xuất và đạo diễn những bộ phim xoay quanh cộng đồng Nam Á và Downtown Eastside ở Vancouver. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 27 tuổi đã bị đâm chết sau một cuộc hỗn chiến bên ngoài một quán bar ở Banff trên Banff Avenue vào sáng sớm thứ Bảy. Nạn nhân đến từ Foothills County đã được đưa đến bệnh viện nơi anh ta được tuyên bố là tử vong. Cảnh sát nói rằng hai người đàn ông đã bị bắt giữ tại một địa điểm gần đó. Đơn vị tội phạm của Alberta đang điều tra. Họ hy vọng có thể nói chuyện với các nhân chứng, bất kỳ ai có thông tin về vụ hỗn chiến này. Đây là vụ giết người thứ hai ở Pem vào mùa hè này và đó cũng là hai vụ giết người đầu tiên trong cộng đồng du lịch trong hơn 30 năm. RCMP chỉ rõ hai vụ giết người này là không liên quan đến nhau. Cảnh sát cũng bảo đảm rằng không có mối đe dọa nào đối với an ninh của công chúng nói chung ở khu vực Pem, cả người dân và du khách. Cảnh sát Ontario đang điều tra một vụ đụng xe ở North York vào sáng sớm thứ bảy liên quan đến một chiếc xe dân và một xe của cảnh sát tỉnh Ontario khiến một cậu bé 17 tuổi bị thương nặng và dẫn đến ba người khác bị bắt. Vào khoảng 4 giờ 30 sáng, một người điều khiển trực thăng của cảnh sát khu vực York đã quan sát thấy một chiếc Honda Accord di chuyển về phía Tây trên quốc lộ 401 với tốc độ cao. Theo một bản tin do đơn vị điều tra đặc biệt SIU đưa ra vào ngày 3 tháng 9, cảnh sát tỉnh Ontario OPP đã cố gắng chặn chiếc xe nhưng không thành công chiếc xe Accord sau đó đã va chạm với xe OPP của cảnh sát tại khu vực đường Trasillen và Đại lộ Bombay. Không rõ liệu xe của OPP trong vụ va chạm có phải là chiếc xe đã theo sau chiếc xe Accord ngoài đường cao tốc hay không. Một trong những người ngồi trên xe Accord là một cậu bé 17 tuổi đã bỏ chạy sau vụ va chạm, nhưng đã được tìm thấy một thời gian ngắn sau đó trong tình trạng nguy kịch và đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng. Ba người khác đã bị bắt nhưng không bị thương nặng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc xe OPP bị cháy rụi và một phương tiện dân sự bị hư hỏng nặng nằm giữa lòng đường dân cư. Các đám cháy rừng ở Hoa Kỳ đã kéo khói vào tỉnh BC, khiến tỉnh này đã có một hoàng hôn rất mờ ảo vào đêm thứ Sáu. BC Wildfire Service cho biết, khói từ các đám cháy ở Idaho và Washington đang di chuyển vào phần phía nam của tỉnh, bao gồm cả trung tâm cứu hỏa South East và Coastal. Ba đám cháy lớn hiện đang bùng cháy ở bang Washington giữa Seattle và Spokane và khói dự kiến sẽ tiếp tục thổi đến trong vài ngày tới. Cháy rừng ở khu Heather Lake tiếp tục phát triển và hiện có diện tích ước tính là khoảng 1.500 hecta và nằm dọc theo biên giới Canada-Hoa Kỳ. Wildfire Service cho biết, cho đến nay đám cháy được phân loại là ngoài tầm kiểm soát. Y tế công cộng ở Montreal đang tiếp quản, quản lý các khu nhà ở tư nhân của người cao niên Floralis sau khi bốn người cao niên gần đây đã chết vì vi khuẩn Strep A, liên cầu khuẩn nhóm A. Các cáo buộc lạm dụng cũng đã xuất hiện. Bộ Y tế Quebec xác nhận các quan chức y tế công cộng Montreal sẽ tạm thời quản lý hai địa điểm ở La và La Salle. Điều này cho phép họ bảo đảm chất lượng chăm sóc và sự an toàn của cư dân. Hai dinh thự sẽ được cấp tỉnh Quỷ quyền trong ít nhất 180 ngày và điều đó có thể được gia hạn. Ít nhất 6 trường hợp nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A đã được xác nhận cho đến nay, bao gồm cả 4 trường hợp không may đã tử vong. Các nhóm y tế đã có mặt tại cả hai địa điểm này để kiểm soát sự lây lan của virus. Hai cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở các quận Lambton và Bruce của tỉnh Ontario một nhóm nghiên cứu ở Ontario đã xác nhận rằng hai cơn lốc xoáy đã đánh xuống hạt Lampton và hạt Bruce vào đầu tuần này gây ra thiệt hại nhỏ. Theo dự án lốc xoáy phía Bắc, cơn lốc xoáy đầu tiên ập xuống vào khoảng 6 giờ 50 chiều vào thứ hai tại Payne, Ontario, nằm ở phía nam của Sanya. Cơn lốc xoáy đã gây thiệt hại cho chuồng trại và cây cối khi nó đi qua khu vực. Cơn lốc xoáy di chuyển khoảng 4,6 km với sức gió ước tính khoảng 125 km một giờ và chiều rộng tối đa là 250m. Vào thứ ba thì một cơn lốc xoáy khác đã đánh xuống bãi biển Sobo Beach. Trận lốc xoáy đã gây ra thiệt hại cho cây cối, nhà cửa và bến tàu với tốc độ gió lên tới 125 km một giờ. Cơn lốc xoáy có chiều dài 5 km và rộng 120 m. Không có ai bị thương được báo cáo. Cuộc săn lùng hàng triệu đồng Tony giả Hầu hết mọi người không nhìn vào đồng tiền của mình. Nếu bạn quan sát kỹ một đồng Tony, tức là đồng 2 đô la, bạn có thể thấy điều gì đó kỳ lạ khi đó là hàng giả. Đồng Tony giả được gọi là ngón chân lạc đà, camel toe Tony, ngay khi bạn nhìn vào bàn chân trước bên phải của gấu bắc cực trên đó. Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2020, ước tính có ít nhất hàng chục ngàn đến hàng triệu đồng tiền này đang được lưu hành. Đây không phải là lần đầu tiên đồng 2 đô la Canada bị làm giả và xuất hiện trong các ngân hàng mà không bị phát hiện, do nó được đưa vào ngân hàng để được deposit theo cụm. Cảnh sát RCMP cho biết một người đàn ông ở Richmond Hill đã bị bắt hồi tháng 5 năm nay và đã thu giữ hàng chục ngàn đồng tiền Tony giả. Cuộc diễu hành Calgary Pride đã được chuẩn bị sẵn sàng để đi qua trung tâm thành phố lần đầu tiên sau 3 năm vào chủ nhật này. Dự kiến bắt đầu lúc 11 giờ sáng, lễ hội và đoàn diễu hành Pride Calgary sẽ bắt đầu lên 9 Avenue Southwest và 6 Street và tiếp tục trên một tuyến đường mới. Một đại diện của Calgary Pride cho biết họ thực sự háo hức khi mọi người tham gia vào sự kiện này. Theo quản lý truyền thông của Calgary Pride cho biết, những người tị nạn thuộc cộng đồng 2SLGBTQ+, đã được chọn làm người dẫn đầu cho cuộc diễu hành đây là lần đầu tiên điều này xảy ra ở Calgary Pride và cũng là lần đầu tiên trên khắp Canada. Theo báo cáo hàng năm của Calgary Pride, số lượng người tham gia diễu hành năm 2019 là 8.000 người. Cuộc diễu hành dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa tại Fort Calgary, nơi lễ hội sẽ diễn ra. Ngay sau cuộc diễu hành, mọi người có thể đi bộ và giải nhà đến Fort Calgary để thưởng thức một sự kiện miễn phí bao gồm hơn 40 buổi biểu diễn ở hai sân khấu. sự kiện Apple iPhone 14 sẽ diễn ra và giá dự kiến sẽ gia tăng. Những chiếc iPhone cao cấp nhất dự kiến sẽ tăng giá khi thế giới công nghệ chờ đợi cái nhìn đầu tiên khi Apple chuyển sang lĩnh vực thực tế ảo. Dòng sản phẩm iPhone 14 sắp ra mắt của Apple có thể không mang quá nhiều tính năng mới nhưng có thể có một thay đổi lớn trong cửa hàng. Sau khi giữ ổn định về giá iPhone một năm trước, một số nhà phân tích tiên đoán rằng Apple sẽ tăng giá các mẫu iPhone 14 Pro trong năm nay, trong bối cảnh cải tiến về camera, chip pin và thiết kế, cũng như áp lực kéo dài từ chi phí cung cấp và đồng đô la Mỹ mạnh. Trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng Apple dự kiến sẽ giữ nguyên các mẫu iPhone tiêu chuẩn standard của mình ở mức giá khởi điểm, trong khi sẽ tăng giá cơ bản 999 đô la trên iPhone Pro và 1.199 trên Pro Max của họ. Dự kiến giá sẽ tăng 100 đô la trên iPhone 14 Pro hay là Pro Max. Công ty này dự kiến sẽ ra mắt gia đình iPhone mới tại một sự kiện thứ tư sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều, giờ miền đông Eastern. Điện thoại thông minh của Apple là mảng kinh doanh lớn nhất cho đến nay, mang lại hơn 162 tỷ đô la trong 3 quý của năm tài chính của công ty này, tức là hơn 57% tổng doanh thu của Apple. Apple đã và đang phát triển một chiếc tai nghe dự kiến sẽ tích hợp công nghệ thực tế hỗn hợp đã có từ lâu được gọi là một ý tưởng lớn như điện thoại thông minh. Sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng Covid-19 trên khắp Canada. Trong tuần từ 20 tháng 8 đến 27 tháng 8, Canada báo cáo có thêm 20.843 ca nhiễm Covid-19 mới và 261 trường hợp tử vong. Nâng tổng số ca nhiễm lên 4.179.337 ca và 44.085 ca tử vong cho đến nay. Trong số các ca nhiễm được báo cáo mới trong tuần, tỉnh BC công bố 648 ca mới và 48 tử vong, tỉnh Alberta thì có 1.412 ca nhiễm mới và 36 tử vong. Tỉnh Saskatchewan chưa đưa ra cập nhật. Tỉnh Manitoba có 622 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong. Tỉnh Ontario có 9.395 ca nhiễm mới và 89 ca tử vong. Quebec thì có 5.638 ca nhiễm mới và 63 ca tử vong. Newfoundland có 301 ca nhiễm mới và 4 tử vong. New Brunswick có 712 ca nhiễm mới và 4 tử vong. Nova Scotia có 1.324 ca nhiễm mới và 6 tử vong. Yukon có 19 ca nhiễm mới. PEI có 771 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Cho đến nay, hơn 88,7 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Hơn 90,9% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 86,7% đã tiêm hai liều. Có hơn 49,9% dân số, tức là 19 triệu người, đã tiêm mũi tăng cường thứ ba. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Khoj Magazine, là tờ tạp chí văn hóa, đời sống, song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị nếu chưa đăng ký kênh hãy nhấn subscribe để đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được thông báo khi chúng tôi phát hành những video mới. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ, comment và chia sẻ share video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong phần tin thế giới, hơn 14.000 xe đẩy được thu hồi sau khi báo cáo về việc trẻ bị cắt cục đầu ngón tay. Tổng thống Joe Biden đề xuất 11,7 tỷ đô la Mỹ viện trợ Ukraine, 22,4 tỷ đô la Mỹ cứu trợ Covid. Cựu tổng thống Trump tiến đến chiến trường Pennsylvania để ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa. Đức đã đạt mục tiêu dự trữ khí đốt cho tháng 10, mặc dù Nord Stream 1 vẫn tiếp tục ngừng hoạt động. Số người tử vong do lũ lụt ở Pakistan tiếp tục gia tăng với thêm 57 người tử vong, trong đó có 25 trẻ em Người dân Argentina xuống đường ủng hộ Phó Tổng thống bị ám sát hụt Phần Lan công nhận hậu chiếu Việt Nam mẫu mới Cùng một số tin đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh Hơn 14.000 xe đẩy strollers đã được thu hồi vào thứ năm sau khi đầu ngón tay của một đứa trẻ bị cắt cụt theo ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ. Công ty Up a Baby đã thu hồi xe đẩy chạy bộ mọi địa hình Bridge của mình với lý do các lỗ hở trên phanh thắng của xe đẩy có thể cắt hoặc là cắt đứt đầu ngón tay của trẻ nếu bị kẹt trong khi xe đẩy đang được sử dụng. Khách hàng mua xe đẩy được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, có thể liên hệ với công ty để nhận đĩa phanh thắng thay thế miễn phí. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại Up a Baby là sự an toàn của trẻ em, công ty này cho biết trong một thông cáo báo chí. Chúng tôi tiến hành thử nghiệm rộng rãi để bảo đảm các sản phẩm của Up a Baby đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quy định và công địa toàn cầu. Dựa trên báo cáo mà Up a Baby nhận được, Công ty này cho biết họ tin rằng thương tích có thể là do người tiêu dùng sử dụng không đúng. Liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Mỹ đã đề xuất Quốc hội cấp thêm 11,7 tỷ đô la Mỹ ngân sách khẩn cấp để viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine đầu năm 2023. Tổng thống Joe Biden từng khẳng định Mỹ quyết duy trì ủng hộ người dân Ukraine bảo vệ đất nước để thực hiện điều này, ông đang đề xuất quốc hội chi thêm 11,7 tỷ đô la Mỹ để viện trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine trong quý 1 năm 2023, cùng 2 tỷ đô la Mỹ để xử lý tác động từ xung đột đến nguồn cung năng lượng trong nước và giảm chi phí năng lượng tương lai. Theo tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Biden cũng đã đề xuất quốc hội Mỹ chi thêm 22,4 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động ứng phó COVID-19 trong bối cảnh số ca bệnh có thể tăng mạnh vào mùa thu cùng với 3,9 tỷ đô la Mỹ cho nỗ lực đối phó bùng phát virus đầu mùa khỉ và 6,5 tỷ đô la Mỹ cứu trợ thảm họa thiên nhiên. Đề xuất với tổng giá trị 47,1 tỷ đô la Mỹ được đưa ra trước khi năm tài khoá 2022 kết thúc ngày 30 tháng 9. Quốc hội Mỹ chưa phê chuẩn dự luật chi tiêu năm 2023 và giới lập pháp nước này nhiều khả năng phải thông qua các khoản ngân sách tạm thời trong khi các nghị sĩ thảo luận gói ngân sách hoàn chỉnh cho năm tới. Cựu tổng thống Donald Trump đang vận động cho các ứng viên Đảng Cộng hòa ở Wilkes-Barre, Pennsylvania vào thứ bảy, trong cuộc vận động đầu tiên của ông kể từ khi các đặc vụ liên bang khám xét nhà ở Florida của ông vào tháng trước. Cựu tổng thống Trump sẽ phát biểu tại Mohican Sun Arena để ủng hộ ông Doug Mastriano, người đang tranh cử thống đốc chống lại bộ trưởng tư pháp Pennsylvania là ông George Shapiro và Dr. Oz người đang cạnh tranh với phó thống đốc dân chủ ông john fetterman trong cuộc đua vào thượng viện hoa kỳ những người ủng hộ cựu tổng thống trump đã xếp hàng trong bãi đậu xe nhiều giờ trước khi ông trump lên sân khấu sự xuất hiện của ông trump ở pennsylvania diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm trở lại của tổng thống joe biden tại chiến trường trong đó ông lên án cựu tổng thống trump và các đồng nghiệp đảng cộng hòa là lực lượng thống trị trong đảng cộng hòa ngày nay và là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Những người ủng hộ ông Trump xếp hàng chờ xem cựu tổng thống đã đưa ra những nhận xét chỉ trích lời hùng biện của ông Biden và nói rằng nó chỉ tiếp thêm sinh lực cho họ và gọi bài phát biểu của tổng thống Biden là rất gây chia rẽ. Nhà máy hạt nhân Zaporizhia mất đường dây điện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết nhà máy hạt nhân Zaporizhia của Ukraine một lần nữa mất kết nối với đường dây điện chính bên ngoài cuối cùng còn lại, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp điện cho lưới điện thông qua một đường dây dự trữ. Cơ quan này cũng cho biết, chỉ có một trong sáu lò phản ứng của trạm còn hoạt động. Zaporizhia với sáu lò phản ứng là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà ga này đã được kiểm soát bởi quân đội Nga ngay sau khi họ xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 và đã trở thành một trong những tâm điểm của cuộc xung đột với việc mỗi bên đổ lỗi cho bên kia về việc pháo kích xung quanh nhà máy. Tổng thống Ukraine Zelensky đổ lỗi cho các cuộc pháo kích của Nga là nguyên nhân dẫn đến việc cắt đứt và nói rằng một vụ rò rỉ phóng xạ đã được tránh trong gan tớt. Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết các lực lượng Ukraine đã cố gắng đánh chiếm nhà máy Zaporizhia trong một cuộc tấn công vào cơ sở này vào tối thứ Sáu. Đức đã đạt mục tiêu dự trữ khí đốt cho tháng 10, mặc dù Nord Stream 1 vẫn tiếp tục ngừng hoạt động. Các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức vào thứ Sáu đã đạt mục tiêu 85% cho tháng 10, bất chấp việc đường ống chính vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức vẫn tiếp tục ngừng hoạt động. Dữ liệu ngành từ nhóm điều hành châu Âu GIE cho biết vào hôm thứ Bảy, mức dự trữ đã ở mức 85,02% cho thấy rằng các công ty và công dân ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang chú ý đến lời kêu gọi của chính phủ về việc tiết kiệm khí đốt để vượt qua mùa đông trong bối cảnh nhập khẩu khí đốt của Nga giảm mạnh. Mục tiêu lưu trữ mới đạt được của Đức được đưa ra khi Nga hủy bỏ thời hạn nối lại các dòng chảy qua đường ống Nord Stream 1, cho biết họ đã phát hiện thấy lỗi trong quá trình bảo trì. Iran tăng cường phòng thủ dân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng phòng không. Iran đã trang bị cho 51 thành phố của mình hệ thống phòng thủ dân sự và tăng cường khả năng sẵn sàng phòng không để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ nước ngoài. Chuẩn tướng Kadeh Khamezade, chỉ huy sở chỉ huy phòng không của Iran cho biết lực lượng của ông đã sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Iran đã cáo buộc Israel và Mỹ về các cuộc tấn công mạng trong những năm gần đây đã làm suy yếu cơ sở hạ tầng của đất nước này. Iran cũng cáo buộc Israel về việc phá hoại các cơ sở hạt nhân của Iran. Căng thẳng quân sự, Mỹ và Iran cũng đã đeo bám khu vực này từ lâu. Mới đây nhất, Iran đã bắt giữ các máy bay không người lái của quân đội Mỹ ở Biển Đỏ vào đầu tuần này, trong khi cả hai nước đang theo đuổi các cuộc đàm phán hạt nhân. Hôm thứ Ba, Hải quân Hoa Kỳ cho biết Họ đã ngăn chặn nỗ lực của lực lượng hải quân vệ binh cách mạng Iran nhằm bắt giữ một tàu mặt nước không người lái do hạm đội năm của Hoa Kỳ điều hành ở vùng Vịnh. Iran cho biết máy bay không người lái là mối nguy hiểm đối với giao thông hàng hải. 8 người chết, 37 người được giải cứu sau khi cố gắng vượt qua Rio Grande để đến Mỹ. Các quan chức cho biết ít nhất 8 người đã được tìm thấy đã chết trên sông Rio Grande sau khi hàng chục người đã cố gắng vượt qua nguy hiểm để từ khu vực gần Eagle Pass, Texas. Địa điểm giá với Mexico để vào Mỹ Các quan chức Mỹ đã trục vớt được 6 thi thể trong khi phía Mexico đã trục vớt được 2 thi thể. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Cơ quan Biên phòng Mỹ cho biết các thủy thủ đoàn của họ đã giải cứu 37 người khác khỏi dòng sông và bắt giữ 16 người, trong khi các quan chức Mexico đã bắt giữ 39 người. Các quan chức ở cả hai biên giới đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân có thể khác. Khu vực Del Rio của lực lượng tuần tra biên giới Mỹ bao gồm Eagle Pass đang nhanh chóng trở thành hành lang bận rộn nhất cho những người cố gắng đi qua đất nước. Người dân từ hàng chục quốc gia, trong đó có nhiều gia đình có con nhỏ, đã cố gắng vượt qua biên giới Mỹ và băng qua sông Rio Grande. Con sông này đã trở nên đặc biệt nguy hiểm vì dòng chảy của sông có thể rất nhanh và thay đổi nhanh chóng. Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã lập kỷ lục thực hiện 1,8 triệu vụ giam giữ tại biên giới phía Tây Nam từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Trong ba thập kỷ qua, hàng ngàn người cũng đã chết khi cố gắng từ Mexico đến Mỹ, thường là do mất nước hoặc là chết đuối, Trong khi đó, số người tử vong do lũ lụt ở Pakistan tiếp tục gia tăng. Có thêm 57 người tử vong, trong đó có 25 trẻ em, khi đất nước này đang vật lộn với một hoạt động cứu trợ và cứu hộ ở quy mô gần như chưa từng có. Những trận mưa gió mùa kỷ lục và các sông băng tan chảy ở vùng núi phía Bắc kéo theo lũ lụt đã ảnh hưởng đến 33 triệu người và giết chết ít nhất 1.265 người, trong đó có 441 trẻ em tình trạng ngập lụt vẫn đang diễn ra, nguyên nhân là do biến đổi khí hậu. Người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai cho biết, lũ lụt đã làm ngập một phần ba đất nước trước bốn đợt nắng nóng và nhiều đợt cháy rừng hoành hành, nhấn mạnh những tác động của biến đổi khí hậu ở quốc gia Nam Á này. Hải quân Pakistan đã thực hiện các hoạt động cứu trợ ở những khu vực giống như là biển. Viện trợ đã đến từ một số quốc gia với chuyến bay hỗ trợ nhân đạo đầu tiên từ Pháp hạ cánh vào sáng thứ bảy tại Islamabad, nhưng nhóm từ thiện lớn nhất của Pakistan cho biết vẫn còn hàng triệu người chưa được tiếp cận với các lực lượng cứu trợ và viện trợ. Ước tính ban đầu thiệt hại đưa ra là 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành cùng với các tổ chức quốc tế. Liên hợp quốc đã kêu gọi viện trợ 160 triệu đô la để giúp giải quyết điều mà họ cho là thảm họa khí hậu chưa từng có. hàng chục ngàn người biểu tình ở Praha chống lại chính phủ sát. Ước tính có khoảng 70.000 người đã biểu tình tại Prague chống lại chính phủ sát vào thứ Bảy, kêu gọi liên minh cầm quyền làm nhiều hơn nữa để kiểm soát giá năng lượng tăng cao và lên tiếng phản đối liên minh châu Âu và NATO. Những người tổ chức cuộc biểu tình từ một số nhóm chính trị cực hữu và bên ngoài, bao gồm cả đảng Cộng sản, cho biết quốc gia trung tâm châu Âu này nên trung lập về mặt quân sự và bảo đảm các hợp đồng trực tiếp với các nhà cung cấp khí đốt bao gồm cả Nga. Theo ước tính của cảnh sát, số lượng người biểu tình vào khoảng 70.000 người vào giữa buổi chiều. Cuộc biểu tình tại quảng trường Wenceslas ở trung tâm thành phố được tổ chức một ngày sau khi chính phủ sống sót sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong bối cảnh phe đối lập cho rằng chính phủ không hành động chống lạm phát và giá năng lượng. Cuộc bỏ phiếu cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu đang thúc đẩy bất ổn chính trị như thế nào khi giá điện tăng cao gây ra lạm phát đã ở mức chưa từng thấy trong 3 thập kỷ. Hàng ngàn người đã tập trung tại thủ đô Buenos Aires của Argentina để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ đối với Phó Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner, người đã sống sót sau vụ ám sát diễn ra ngay bên ngoài căn nhà của bà. Việc người dân thể hiện sự ủng hộ diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi một người đàn ông cố gắng xả súng vào Fernandes, người trước đây từng là tổng thống của đất nước, ở cự ly gần giữa đám đông những người ủng hộ bà. Tay súng, người đứng cách phó tổng thống vài bước đã bóp cò vào tối thứ năm, nhưng vũ khí đã không nổ. Các nhà chức trách vẫn chưa xác định được động cơ của vụ tấn công, nhưng một nghi phạm được xác định là Fernando Andre Sabat Montel, 35 tuổi, người Brazil, đã bị bắt giữ Vụ việc đã gây ra làn sóng chấn động khắp Argentina và khu vực rộng lớn hơn, đồng thời thúc đẩy sự lên án từ các nhà lãnh đạo thế giới. Vụ việc xảy ra khi bà Fernandez de Kirchner đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng mà bà đã phủ nhận và khi quốc gia Nam Mỹ này đang quay cuồng với sự phân cực chính trị sâu sắc hơn và một cuộc khủng hoảng kinh tế thúc đẩy bởi lạm phát tăng vọt. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez người không liên quan đến bà Fernandez de Kirchner, đã gọi vụ ám sát là sự kiện nghiêm trọng nhất mà đất nước này phải chịu đựng kể từ khi trở lại chế độ dân chủ vào năm 1983 sau nhiều năm quân đội cai trị. Cơ quan NASA lại lần thứ hai hoãn phóng sứ mệnh mặt trăng Artemis 1. NASA đã một lần nữa phải hoãn vụ phóng tên lửa đầu tiên của hệ thống phóng vào không gian SLS sau khi các kỹ sư đã không khắc phục được trục trặc rò rỉ hydro liên tục. Vụ rò rỉ hydro lần đầu tiên được chú ý vào sáng thứ Bảy, ngay sau khi tên lửa bắt đầu được tiếp nhiên liệu bằng hydro lỏng. Sau ba lần thử khắc phục vấn đề, các kỹ sư khuyến nghị rằng việc phóng thử là không nên đi. Ngay sau đó, giám đốc khởi động của sứ mệnh là Charlie Blackwell Thompson đã quyết định hủy bỏ nỗ lực phóng tên lửa này. NASA còn một lần phóng thử khác từ 5 giờ 12 chiều đến 6 giờ 42 chiều vào ngày 5 tháng 9. Theo kế hoạch ban đầu, nếu hệ thống phóng vào không gian SLS được phóng thành công, đây sẽ là sứ mệnh lịch sử đối với cơ quan NASA, nó sẽ đánh dấu chương trình Artemis đầu tiên, tức là Artemis One, quay trở lại mặt trăng 50 năm sau sứ mệnh Apollo cuối cùng. Phần Lan công nhận hậu chiếu Việt Nam mẫu mới. Phần Lan đã thông báo chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với điều kiện thông tin về nơi sinh được bổ sung trong hộ chiếu. Khối Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu đã bãi bỏ các hình thức kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên. Người mang thị thực Schengen được phép lưu trú tại các nước trong khối tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ nửa năm. Đại sứ quán Đức ngày 19 tháng 8 thông báo họ tạm thời công nhận hộ chiếu Việt Nam mẫu mới. Với điều kiện thông tin nơi sinh được điền bổ sung. Tây Ban Nha thì yêu cầu người mang mẫu hộ chiếu mới nộp kèm chứng minh thư hoặc là căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh. Hai nước châu Âu khác bao gồm Pháp, thành viên khối Schengen cùng với nước Anh không thuộc khối này đều thông báo rằng họ tiếp tục công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã yêu cầu người chuẩn bị nộp hồ sơ xin thị thực hoặc có lịch phỏng vấn đề nghị cơ quan chức năng bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh. Tiếp theo trong bản tin là một giải trí với phần điểm phim. Xin được giới thiệu đến quý khán giả, bộ phim Interstellar là một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2014 của đạo diễn Christopher Nolan. Bộ phim là cuộc hành trình của một nhóm phi hành gia do Cooper dẫn đầu đi xuyên không gian để bước sang một giải ngân hà khác, tìm kiếm sự sống ở ba hành tinh mới. Lấy bối cảnh thế giới tương lai khi trái đất bị ô nhiễm nặng nề, trở thành một bãi rác khổng lồ với nấm mốc, bụi bậm. Trong khi đó thì con người không còn lối thoát và chết dần chết mòn giữa bệnh tật, đói khát. Đến lúc này, các nhà khoa học nghiên cứu về việc di cư lên một hành tinh mới đã thông qua hố đen vũ trụ, xuất hiện bên ngoài không gian trong chuyến đi suýt phải trả giá bằng mạng sống này, phi hành gia dẫn đầu Cooper do Matthew McConaughey đóng vai, cùng người bạn đồng hành là tiến sĩ Brand do Annie Hathaway đóng, không chỉ du hành trong vũ trụ, trải qua những tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà họ còn phát hiện ra một sự thật phía sau kế hoạch chinh phục vũ trụ mà cha của Brand đã vẽ ra. Cooper bị mắc kẹt trong không gian 5 chiều và bắt đầu một cuộc hành trình trở về khi cô con gái 10 tuổi này đã già đi. Bộ phim Interstellar có một kịch bản lạ và đầy bất ngờ, nhưng xuyên suốt vẫn là tình yêu cha con đầy cảm động. Với Interstellar, đạo diễn Christopher Nolan đã thể hiện tham vọng của mình với đề tài du hành không gian. Bộ phim có một ý tưởng độc đáo về hố đen vũ trụ, vốn vẫn là bí ẩn mà khoa học chưa có lời giải đáp. Quý vị có thể thưởng thức bộ phim trên Amazon Prime với giá 5 đô la. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá. Một Canada bằng 0,7621 đô la Mỹ và bằng 0,7630 đồng euro. Một Canada bằng 17.856 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ bằng 23.454 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 86,87 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 93,02 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.712,50 đô la Mỹ một ounce. Và trước khi kết thúc bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống. Đó là câu chuyện đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh với dòng đọc của Ngọc Yến câu chuyện cuối tuần đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh một nhà kia có hai đứa trẻ sinh đôi cha của chúng là người nghiện rượu nặng tối ngày triền miên trong những cơn say tuổi thơ của hai đứa trẻ trôi qua với hình ảnh của một người cha rất đáng sợ mỗi đêm đi nhậu say về ký ức của chúng là những trận đòn của cha với mẹ và những lần đập phá đồ đạc trong nhà năm tháng qua đi hai đứa trẻ lớn lên và mỗi người có cuộc sống của riêng mình người anh song sinh giờ đây trở thành một phiên bản của người cha năm nào một bận nhậu tối ngày chìm trong những cơn say còn người em song sinh lại trở thành một trong những người đi đầu trong phong trào phòng chống tệ nạn bia rượu của địa phương một người bạn cũ của gia đình đến chơi và hỏi người anh tại sao anh lại trở thành một bợm nhậu như thế này rồi hỏi người em tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ tệ nạn bia rượu thật bất ngờ cả hai anh em đều có một câu trả lời giống nhau có một người cha như vậy đương nhiên tôi phải trở thành người như thế này rồi trong cuộc sống không có sai lầm nào lớn hơn việc cho phép bản thân mình quyền được vấp ngã và đổi thừa cho hoàn cảnh Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động tiêu cực hay sai trái, mà nó chỉ là lý do cho những kẻ không có ý chí với tâm hồn hẹp hòi, vĩnh vào để tự bào chữa cho mình mà thôi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa đời sống và chuỗi video về tư vấn di dân di trú định cư Canada do Elin Xuân Uy Nguyễn, thành viên ICCRC, cố vấn và chia sẻ. Được phát hành bên kênh mới của Culture đó là kênh Coming to Canada. Kính mời quý vị đón theo dõi. Một lần nữa Hoàng Anh xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần kéo dài, vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin của ngày thứ ba.